Hôm qua 22 tháng 10 tại nhà khách Hùng Vương, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu và Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị đã có buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Dioxin từ Quỹ Khoa Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp nhận, bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khoa Hòa Bình chia sẻ, chiến tranh đã đi qua nhưng di chứng hậu quả chất độc da cam để lại rất nặng nề cho Việt Nam. Nhiều nạn nhân, thân nhân của nạn nhân chất độc da cam đang chịu đựng cảnh khổ đau, dày vò về cả tinh thần lẫn thể xác. Chính vì vậy, Quỹ Khoa Hòa Bình mong muốn được chia sẻ nỗi đau và chung tay hỗ trợ những nạn nhân da cam với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Bạc Liêu, thay mặt cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam, cảm ơn sự đồng cảm của các nhà tài trợ trước những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà khẳng định, sau khi tiếp nhận khoản hỗ trợ, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh sẽ khảo sát những hộ gia đình nạn nhân có nhu cầu cần được nhận hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng. Dịp này, Quỹ Khoa Hòa Bình đã trao ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bạc Liêu 20 cặp dây sinh sản và vốn sửa chữa 5 căn nhà với tổng số tiền 175 triệu đồng.